Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều qua sách bài tập. Và bây giờ mời các em mở sách bài tập chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều tập 1 trang 27. Trong video hôm nay, các em sang bài tập số 82. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều cũng như là sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Bài tập số 82, tìm các số tự nhiên A, B sao cho. Câu A, số A 2, 6, B chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Rồi chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Ở đây các em lưu ý là số A 26B. Số này người ta dùng chữ cái thay cho chữ số. Như vậy, trên đầu của số này các em cần phải viết dấu gạch ngang để thể hiện đây là số chứ không phải là chữ nha. Rồi, để cái số A26B này nó chia hết cho cả 2 và 5 thì chữ số tận cùng của nó là B, phải bằng 0. Ở đây các em ôn lại dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5. Các số chia hết cho cả 2 và 5 là các số có chữ số tận cùng bằng 0. Được chưa? Vậy để cái số A26B này nó chia hết cho cả 2 và 5 thì chữ số tận cùng của nó là B, phải bằng 0. Khi đó cái số A26B này nó sẽ có dạng là A260, bởi vì các em thay B bằng 0 vào rồi, được chưa? Rồi, ở đây là chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 cơ. Chúng ta mới tìm được điều kiện để cho cái số này nó chia hết cho cả 2 và 5 thôi. Bây giờ các em tìm tiếp điều kiện để cái số này nó chia hết cho cả 3 và 9 nữa. Được chưa? Mà ta có số A260 này, nó có tổng các chữ số là A cộng 2 cộng 6 cộng 0 bằng A cộng với 8. Được chưa? 2 cộng 6 cộng 0 bằng 8, bằng A cộng 8. Rồi, để cái số A260 này chia hết cho cả 3 và 9 thì tổng các chữ số của nó là A cộng 8 phải chia hết cho cả 3 và 9. Ở đây chỉ cần A cộng 8 chia hết cho 9 thôi. Vì sao? A cộng 8 chia hết cho 9. Chia hết cho 9 thì nó sẽ chia hết cho 3. Một số tự nhiên bất kỳ chia hết cho 9 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 3. Rồi, nếu có em nào vẫn chưa hiểu chỗ này, thầy giáo sẽ giải thích kỹ hơn. Số chia hết cho 9 nó có dạng là 9 nhân A. Được chưa? Nó có dạng là 9 nhân A. Ví dụ như là 9 nhân 1 bằng 9 này, 9 nhân 2 bằng 18 này. Có đúng là 18 chia hết cho 9 không? 9 nhân 3 bằng 27 này, 27 chia hết cho 9, đúng không? Vậy những số chia hết cho 9 nó sẽ có dạng là 9 nhân A. Rồi, 9 nhân A chia hết cho 9. Ở đây số 9 này các em phân tích thành 3 nhân 3. Vậy 9 nhân A bằng 3 nhân 3 nhân A. Cái tích này nó có một thừa số là 3. Ở đây nó có hai thừa số là 3 luôn. Chỉ cần nó có một thừa số chia hết cho 3 thì suy ra cái tích này nó sẽ chia hết cho 3. Ở đây 3 chia hết cho 3. Vậy cái tích này nó sẽ chia hết cho 3. Có nghĩa là để A cộng 8 chia hết cho 3 và 9
thì chỉ cần a cộng 8 chia hết cho 9 rồi. Vì chia hết cho 9 thì nó sẽ chia hết cho 3. Được chưa? Rồi, ở đây do a số a 260 thì a là chữ số đầu tiên của số này. A là chữ số cho nên nó chỉ nhận các giá trị từ 0 đến 9, đúng không? Nhưng do a là chữ số đầu tiên. A là chữ số đầu tiên của cái số a 260 này. Như vậy a nó chỉ nhận giá trị từ 1 đến 9 thôi. Từ 1 đến 9 thôi. Chữ số hàng nghìn của một số không thể bằng 0 được. Được chưa? A là chữ số hàng nghìn của số này. Thì a không thể bằng 0 được. Vậy a nó chỉ nhận các giá trị từ 1 đến 9 thôi. Từ 1 đến 9 thì chỉ có 1 cộng với 8. A cộng 8 có nghĩa là chỉ có 1 cộng với 8 mới chia hết cho 9. Còn 2 cộng 8 bằng 10 không chia hết cho 9. 3 cộng 8 bằng 11 không chia hết cho 9. Nói tóm lại là 4 cộng 8, 5 cộng 8, 6 cộng 8, 7 cộng 8, rồi 8 cộng 8, 9 cộng 8 đều không chia hết cho 9. Đúng không? Chỉ có 1 cộng 8 là chia hết cho 9 thôi. Hay nói cách khác là suy ra A bằng 1. Từ đó ta suy ra A bằng 1. A bằng 1 và B các em đã tìm được bằng 0 rồi. Đúng không? Vậy A bằng 1, B bằng 0 thì cái số A 26B này nó chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Tìm các số tự nhiên AB sao cho 1, 2, 3 nhân A cộng với 9, 8, 7, 3 nhân B bằng 2, 2, 2, 7, 6, 9, 1. Trước hết là các em có nhận xét như thế nào? Ta nhận xét số 1, 2, 3 có tổng các chữ số bằng 6. 6 nó chia hết cho 3. Cho nên 1, 2, 3 chia hết cho 3. 9, 8, 7, 3 có tổng các chữ số bằng bao nhiêu? Bằng 27, đúng không? 9 cộng 8 cộng 7 cộng 3 bằng 27. 27 nó chia hết cho 3. Cho nên 9, 8, 7, 3 chia hết cho 3. Rồi, 2, 2, 2, 7, 6, 9, 1 có tổng các chữ số bằng 29. 29 không chia hết cho 3. Cho nên 2, 2, 2, 7, 6, 9, 1 không chia hết cho 3. Rồi, các em đã nhận ra cái điều vô lý chưa? Trước hết ta có này, 1, 2, 3 chia hết cho 3. Vì sao chia hết thì thầy giáo vừa giải thích xong rồi. 1, 2, 3 chia hết cho 3. Suy ra 1, 2, 3 nhân với bất kỳ một số nào thì nó cũng chia hết cho 3. Chỉ cần một thừa số chia hết cho 3 thì tích đó nó sẽ chia hết cho 3. Được chưa? Tiếp tục này. 9, 8, 7, 3 chúng ta vừa giải thích là nó chia hết cho 3 xong. Thì suy ra 9, 8, 7, 3 nó nhân với một số nào đó thì nó cũng sẽ chia hết cho 3. Cụ thể đây là nhân với B thì nó sẽ chia hết cho 3. Từ hai điều này các em suy ra này, hai tích này đều chia hết cho 3, cho nên tổng của hai tích này sẽ chia hết cho 3. Các em áp dụng tính chất chia hết của một tổng. Nếu A chia hết cho M, B chia hết cho M thì A cộng B sẽ chia hết cho M. Tức là tổng của hai tích này nó sẽ chia hết cho 3. Rồi các em nhận thấy này, tổng của hai cái tích này nó bằng là 2.227.691, đúng không? Mà 2.227.691 nó không chia hết cho 3. Mặt khác, cái số này nó không chia hết cho 3. Số này nó không chia hết cho 3 mà tổng của hai tích này nó chia hết cho 3. Vậy
tổng của hai tích này không thể bằng cái số 2.227.691 được, đúng không? Điều đó có nghĩa là ta không thể tìm được số tự nhiên AB nào để cái tổng này nó bằng số 2.227.691. Một bên là chia hết cho 3, còn một bên là không chia hết cho 3, đúng không? Vậy cái tích này nó không thể bằng cái số này được, được chưa? Tích thì chia hết cho 3, nhưng số thì không chia hết cho 3, cho nên chúng không thể bằng nhau được. Nói cách khác là chúng ta không thể tìm được số tự nhiên AB nào để thỏa mãn điều kiện của bài toán. Đó, như vậy là ở đây bài thầy giáo sẽ chia làm nhiều video để các em tiện theo dõi. Thì các em có thể theo dõi tiếp các video tiếp theo được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông nếu các em chưa đăng ký, chưa bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và chia sẻ video, chia sẻ kênh Học Toán Online cho bạn bè của các em cùng xem. Như vậy là các em sẽ tạo thêm động lực cho thầy giáo chia sẻ những video hữu ích hơn để giúp các em học tập tốt hơn. Rồi, xin chào và chúc các em học tốt.